Lâm Bình tiến tới khu vực Tây Bắc là vì vùng này có hai xưởng đóng phim, một ở Tây An và một ở Diên An. Nhưng Lâm Bình thất bại không tìm được chỗ đứng tại Tây An. Sau khi bị xưởng phim Tây An khước từ, Lâm Bình đành phải tìm đường tới xưởng phim Diên An vậy. Sau một thời gian chờ đợi tại Tây An, Lâm Bình được bác cổ chấp thuận cho đi Diên An. Một buổi sáng sớm, khi vạn vật vẫn còn lờ mờ trong bóng tối, Lâm Bình trèo lên một chiếc xe vận tải để khởi hành đi chặng đầu tiên của cuộc hành trình tới Diên An. Càng đi xa Tây An, đoàn xe vận tải càng đi vào một vùng đất lạ lùng đối với Lâm Bình. Mọi vật đối với nàng đều mới lạ. Lần đầu tiên nàng trông thấy những con cừu núi màu đen. Những nông dân ở đây mặc quần áo màu xanh, đeo kiếng để chống lại cát bụi và trên đầu cuốn khăn theo kiểu thiểm Tây. Càng ngày Lâm Bình càng đi xa cái thành phố Thượng Hải xa hoa và đầy tiện nghi. So sánh với quê hương Sơn Đông của nàng thì người nông dân tại thiểm Tây có vẻ dơ dáy, súc vật gầy ốm và đất đai đầy bụi bặm không tốt cho mùa màng. Các nông dân ở đây có bộ mặt đỏ như màu đồng. Một cơn bão bất thần tràn tới những ngọn đồi và thổi những lớp đất hoàng thổ đổ xuống như những dòng suối làm bằng bùn đỏ, tràn lên đường khiến đoàn xe vận tải không tiếp tục được. Mọi người cố gắng cuộc hành trình bằng những con ngựa gầy yếu của các nông dân cho mượn. Các phụ nữ khác giành cưỡi ngựa, hoan hỉ vỗ về nói chuyện với ngựa như một người bạn, trong lúc Lâm Bình không biết trèo lên ngựa bằng cách nào. Khi nàng trèo lên được mình ngựa rồi thì con ngựa của nàng cứ đứng ì ra và cúi gằm xuống đất, như muốn phản đối người kỵ mã vụng về. Lâm Bình nổi giận, nhảy xuống bẻ mấy cành liễu và quật túi bụi vào mông ngựa. Con ngựa đau nhảy vọt lên và chạy vòng quanh. Trong cơn mưa tầm tã, cả Lâm Bình và con ngựa đều mệt nhoài mà chẳng đi tới đâu. Không riêng gì Lâm Bình, toàn thể đoàn người như tắm trong một làn nước đỏ đặc sệt mà vẫn không tiến lên được bao nhiêu. Mọi người đành phải chờ cơn bão tan, dọn đường cho sạch lớp bùn đỏ và tiếp tục cuộc hành trình bằng xe vận tải như trước. Đến cuối tháng 8, cả bọn tới Lạc Châu, một thị trấn nhỏ bên bờ sông Lạc Hà, còn cách Diên An khoảng 80 cây số về hướng bắc. Trong một bữa điểm tâm, Lâm Bình đang mải húp cháo kê thì chợt nghe vài người bạn đồng hành nói cho nhau nghe, tại thị trấn này vừa có một cuộc họp của các lãnh tụ cộng sản. Sáng hôm đó trời trong xanh, các ngọn đồi hoàng thổ tắm trong một màu xanh tươi. Khi đoàn người trèo lên xe vận tải thì họ trông thấy các nhân vật quan trọng của buổi họp đảng bước ra khỏi một căn nhà và đứng chờ xe hơi. Một người cao, gầy, cằm có một đốt ruồi to và mái tóc dài phủ xuống vai như một người thiểu số, bước ra sau cùng. Một vài người đồng hành với Lâm Bình giật mình và thì thào, kìa Mao Trạch Đông. Lâm Bình cũng chăm chú nhìn theo người lãnh tụ cộng sản của Diên An. Lúc ấy Lâm Bình mới 23 tuổi và không hề nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ là vợ của một người đàn ông đang đứng trước mặt nàng. Không hấp dẫn và già hơn nàng tới 21 tuổi, Mao Trạch Đông lúc đó đã 44 tuổi, một người thuộc thế hệ trước của Lâm Bình. Cuộc gặp gỡ lần đầu này không gây cho Lâm Bình một ấn tượng gì, vì nàng không nghĩ tới Mao Trạch Đông trong suốt quãng đường còn lại gần 100 cây số tới Diên An. Lâm Bình nghĩ tới những thanh niên thanh lịch của Thượng Hải, hấp dẫn hơn một người gốc nông dân như Mao Trạch Đông. Diên An đã trở thành tổng hành dinh của phe cộng sản sau cuộc vạn lý trường chinh đầy gian khổ hơn một năm trước đó. Khi ấy Diên An thuộc quyền lãnh đạo của Cao Cương. Sau này Cao Cương mô tả Mao Trạch Đông và đám hồng quân sống sót sau cuộc trường hành là những tên ăn mày rách dưới tơi tả, không có gì để ăn cả. Nếu tôi không thu dụng Mao Trạch Đông lúc đó thì bây giờ ông ta sẽ ở đâu? Cao Cương muốn kể công nếu không có sự giúp đỡ của mình thì Mao Trạch Đông đã chết rồi, làm gì có ngày huy hoàng làm chúa tể cả Hoa Lục. Tuy nhiên Cao Cương về sau được Mao Trạch Đông đền ơn bằng cách hạ bệ thanh trừng Cao Cương, khiến cho Cao Cương quá phẫn uất phải tự tử. Câu hỏi khoe khoang của Cao Cương phải là câu hỏi của những người đã từng giúp đỡ Mao Trạch Đông trước kia, như các tướng cướp Vương Tá và Viên Văn Tài đã cho Mao tá túc tại núi tỉnh Cương Sơn, các lãnh tụ Lý Văn Sinh và Đoàn Lương Tất đã đón nhận tàn quân của Mao vào chiến khu Giang Tây của họ. Cuối cùng tất cả bốn người này đều bị Mao hãm hại để cướp lấy sào huyệt và căn cứ của họ. Khung cảnh của Diên An là một vùng hoang thổ. Hoang thổ là một thứ phù sa mịn màng màu vàng vàng, do gió liên tục thổi về từ các sa mạc lân cận khiến cho hoang thổ lắng xuống tới độ sâu hàng trăm bộ. Hoang thổ có độ xốp rất cao. Khi nước bốc thành hơi trong không khí khô ráo của vùng Tây Bắc thì hoang thổ trở thành một thứ vỏ bọc giống như xi măng, bao bọc tầng đất mềm bên trong. Loại đất hoang thổ có khuynh hướng nứt theo chiều thẳng đứng, tạo thành những phiến đất dựng đứng và những khoảng trống giữa những phiến đất trở thành lối đi. Vì chất hoang thổ dưới mặt đất không quá cứng chắc nên người ta dễ đào vào mặt chiều dọc của các đường đất nứt để làm những căn nhà hầm. Các bức tường nhà hầm một thời gian sẽ cứng chắc lại. Dân chúng vùng này thường cư ngụ trong những căn nhà hầm đào sâu vào đất như thế. Các căn nhà hầm này không cản trở việc canh tác trên mặt đất. Chính Mao Trạch Đông và các đồng chí cũng phải sống trong những căn nhà đào vào trong đất hoang thổ. Các làng mạc tại Thiểm Tây được coi là nơi chậm tiến của Hủ nhất Trung Hoa. Dân chúng ở đây sống rất khổ cực. Đối với người dân ở đây thì nước tắm là một xa xỉ. Một đời họ chỉ được tắm hai lần. Một lần khi mới sinh ra và một lần nữa trước đêm tân hôn. Trong vụ đói kém mất mùa năm 1928 và 1929, 3 triệu dân tại Thiểm Tây đã chết đói. Phần đông dân chúng ngu dốt, không biết thủ đô Bắc Kinh nằm ở đâu, không biết người Nhật đang tấn công họ từ đâu tới, và cũng không biết cả ngày sinh tháng đẻ của chính mình.
Lam Bình kinh hoàng khi phải giặt quần áo tại những vũng nước đầy bùn, phải vào những nhà cầu dơ giấy, và quần áo giường chiếu thì đầy cháy rận và dẹp, khác hẳn đời sống cũ của nàng tại Thượng Hải. Lúc bấy giờ nhằm mục đích đạt tới một mặt trận thống nhất chống Nhật, phe Cộng đã đồng ý đình chỉ chính sách tịch thu ruộng đất của địa chủ, từ bỏ mục tiêu lật đổ quốc dân đảng bằng vũ lực và đặt Hồng quân dưới sự kiểm soát của Hội đồng quân sự của chính phủ Tưởng Giới Thạch. Để tượng trưng cho sự thay đổi đó, Hồng quân đã đổi tên là Bát Lộ quân, gồm có 3 sư đoàn 115, 120 và 129, với tổng số 45.000 quân. Chu Đức và Bành Đức Hoài trở thành tư lệnh và tư lệnh phó của Bát Lộ quân. Lâm Bưu làm tư lệnh sư đoàn 115 cùng với Nhiếp Vĩnh Chăn, tướng Hạ Long chỉ huy sư đoàn 120 cùng với Tiêu Khắc, còn Lưu Bá Thừa và Từ Hướng Tiền nắm sư đoàn 129. Nhưng Hồng quân không giảm bớt lực lượng sau khi đã chuyển thành các sư đoàn và cũng không tự hạn chế quân số của họ ở mức 45.000 quân theo quyết định của Hội đồng quân sự. Do đó mỗi sư đoàn cuối cùng phát triển thành một dã chiến quân lớn. Năm 1938, Hồng quân tổ chức thêm Tân Tứ quân bằng cách tập hợp các đơn vị du kích của Hạng Anh và Trần Nghị nhận trách nhiệm ở lại chiến đấu du kích ở Giang Tây, trong khi đại quân Cộng sản bỏ chạy lên Thiểm Tây. Sau khi Tân Tứ quân được thành lập, Diệp Đĩnh từ nơi ẩn trốn trở lại chỉ huy quân đoàn này. Phe Cộng sản không tôn trọng những cam kết đặt lực lượng của họ dưới quyền chỉ huy của chính phủ Nam Kinh và Hội đồng quân sự. Tháng 8 năm 1937, trong một cuộc họp tại Thiểm Tây, Bộ Chính trị quyết định duy trì các lực lượng của họ dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản và tiến hành một chiến dịch độc lập theo một chiến lược riêng của họ. Khi tình hình thuận lợi, Hồng quân sẽ dùng trận địa chiến, nhưng chiến lược cơ bản của họ là du kích chiến. Tuy nhiên, sự hợp tác quốc cộng trong cuộc Trung Nhật chiến tranh chỉ là bề ngoài. Thực tâm cả hai phe đều gầm nhau và muốn diệt trừ nhau hơn là chống quân xâm lăng Nhật Bản. Cả hai phe đều biết rằng Nhật Bản không thể toàn thắng tại Trung Hoa vì tiềm năng của Trung Hoa cũng như chiến trường Trung Hoa quá rộng lớn và hiểm trở. Cái mà người Cộng sản và người quốc dân Đảng Trung Hoa quan tâm nhất là cuộc chiến để làm chủ Trung Hoa sau khi Nhật bại trận. Bởi vậy, phe Cộng sản không muốn giao chiến với quân Nhật mà chỉ lo bảo toàn lực lượng để dùng cho trận thư hùng với phe quốc dân Đảng sau này. Tháng 9 năm 1937, Lâm Bưu chỉ huy sư đoàn 115 mai phục và đánh bại một lực lượng Nhật hùng hậu tại Bình Hình Quan. Đây là một chiến thắng rất quan trọng, phá tan huyền thoại bất bại của quân Nhật và chứng tỏ người Trung Hoa cũng đánh bại được Nhật Bản nếu có được cấp chỉ huy tài giỏi. Ít lâu sau, Lâm Bưu bị thương nặng và bị loại ra khỏi chiến trường. Kể từ đó cho tới năm 1940, Cộng sản không mở một cuộc hành quân đại quy mô nào nữa. Mãi tới mùa hè năm 1940, Bành Đức Hoài tập hợp khoảng 4 vạn quân, rút ra từ 3 sư đoàn của Bát Lộ quân và mở một cuộc tấn công lớn, được mệnh danh là chiến dịch 100 trung đoàn. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động của Hồng quân là chỉ quan sát quân Nhật tiến dọc theo các trục lộ giao thông chính và chờ cho quân Nhật đánh bại quân Quốc dân Đảng, và sau khi quân Quốc dân Đảng rút lui rồi thì Hồng quân mới tiến vào, tổ chức nông dân chống lại quân Nhật và thiết lập sự cai trị của Cộng sản. Đúng ra quân xâm lăng Nhật chính là đồng minh chiến lược cho Hồng quân Trung Hoa. Tại nhiều nơi, quân Cộng sản và quân Nhật Bản đóng rất gần nhau, trông thấy nhau nhưng không tấn công nhau. Các lực lượng của chính phủ Trung Khánh tiến hành cuộc chiến chống quân Nhật một cách khác hẳn. Quân Quốc dân Đảng mở những trận địa chiến quanh Thượng Hải và bị tổn thất nặng nề. Máu thịt người Trung Hoa không thể cản được súng đạn tối tân ác liệt của quân Nhật. Cuối cùng, phe Quốc dân Đảng phải rút lui về phía Tây, đi sâu vào nội địa Trung Hoa để mặc quân Nhật chiếm các vùng duyên hải. Quốc dân Đảng cũng di chuyển cả thủ đô của họ. Thoạt đầu các cơ chế chính phủ rút từ Nam Kinh về Hán Khẩu, rồi cuối cùng rút hẳn về Trung Khánh, một thành phố phía trên các gành thác của sông Dương Tử, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, được núi non hiểm trở bảo vệ. Trong năm đầu của cuộc hợp tác kháng Nhật, hai phe Quốc dân Đảng và Cộng sản đã có những quan hệ vừa phải. Tưởng Giới Thạch đã cho phép phe Cộng đặt một cơ quan đại diện tại Trung Khánh và được xuất bản một tờ báo Cộng sản tại thủ đô của phe Quốc dân Đảng. Phái bộ Cộng sản hoạt động tại Trung Khánh thoạt đầu do Chu Ân Lai, Tần Bang Hiến, tức Bác Cổ, và Diệp Kiếm Anh điều khiển. Về sau, Vương Minh, bí danh của Trần Thiệu Vũ, từ Nga xô về và được cử làm người đại diện chính của phe Cộng tại Trùng Khánh. Đúng ra Vương Minh bị Mao Trạch Đông đẩy ra khỏi Diên An để không cho Vương Minh ảnh hưởng tới các đảng viên khác. Vì Vương Minh lãnh đạo nhóm 28 lãnh tụ được huấn luyện tại Nga và đi theo đường lối của Nga, trong khi Mao Trạch Đông muốn Đảng Cộng sản Trung Hoa độc lập, không lệ thuộc Nga. Chính nhờ sự hợp tác quốc cộng này mà Chu Ân Lai đã tìm được hai đứa con trai của Mao Trạch Đông và đưa chúng lên Diên An. Mao Trạch Đông có người vợ đầu tiên là Dương Khai Tuệ và có hai con trai với bà này là Mao Ngạn Anh và Mao Ngạn Thanh. Khi Mao ra đi phát động cuộc nổi dậy mùa thu tại Trường Sa và thất bại phải bỏ trốn vào núi tỉnh Cương Sơn, quân đội Quốc dân Đảng bắt ba mẹ con Dương Khai Tuệ và người em gái của Mao là Mao Trạch Oanh. Vì từ chối không chịu tuyên bố từ bỏ Mao Trạch Đông nên Dương Khai Tuệ và Mao Trạch Oanh đều bị Quốc dân Đảng hành quyết. Hai đứa trẻ, con của Mao lâm vào cảnh bơ vơ, phải đi ăn xin để sống cho đến khi Chu Ân Lai tìm được chúng. Người vợ thứ hai của Mao là Hạ Tử Chân. Trong cuộc vạn lý Trường Chinh, Hạ Tử Chân sinh được hai đứa con gái, một vào lúc khởi đầu và một vào giai đoạn cuối của cuộc trường hành. Vì cuộc chạy trốn quá gian nan đầy khó khăn nên Hạ Tử Chân không thể đem con đi theo được và phải bỏ con lại, gửi các nông dân nuôi dùm,
hy vọng sau này sẽ trở lại tìm. Nhưng vì chiến tranh liên miên và các nông dân phải di tản, phiêu bạt đi nơi khác nên hai đứa con gái của Hạ Tử Chân thất lạc luôn, không thể tìm ra được. Mối quan hệ giữa hai phe Quốc Cộng Trung Hoa ngày một thêm căng thẳng vì chẳng bên nào có thiện ý. Các khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Trung Khánh ngày một thu hẹp lại, trong khi khu vực thuộc quyền phe Cộng sản ngày một mở rộng thêm. Đến năm 1940, chính phủ Trung Khánh phải thiết lập một vòng đai quân sự, phong tỏa khu vực Cộng sản với mục đích không cho Cộng sản phát triển về phía Nam và phía Tây. Cuối năm 1940, Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho tân tứ quân của Cộng sản đang hoạt động tại Nam ngạn sông Dương Tử phải rút về phía Bắc ngạn sông Dương Tử. Tân tứ quân không tuân theo một cách nghiêm chỉnh nên đầu năm 1941, Tưởng ra lệnh tấn công tổng hành dinh của tân tứ quân. Tư lệnh Diệp Đĩnh bị bắt, Hạng Anh tử trận và 10.000 quân Cộng sản bị tiêu diệt. Phe Cộng sản ra lệnh cho Trần Nghị tiếp tục chỉ huy tân tứ quân và phái Lưu Thiếu Kỳ làm chính ủy để phát triển tân tứ quân. Biến cố này chấm dứt giai đoạn hợp tác Quốc Cộng Trung Hoa. Trong lúc ấy, Diên An đã trở nên một nơi nổi tiếng, trong đó đàn ông và phụ nữ sống một cuộc đời giản dị như những nhà tu hành. Họ sống cho những giá trị tinh thần. Thanh niên Trung Hoa vốn coi cuộc chiến chống quân xâm lăng Nhật là một cuộc thánh chiến, nên Diên An có một sức hấp dẫn của tôn giáo. Chính Diên An đã lôi cuốn được một số đông thanh niên ái quốc từ các đại học Bắc Kinh. Ngay từ ngày đầu cuộc Trung Nhật chiến tranh, Bắc Kinh đã rơi vào tay quân Nhật. Các đại học lớn tại Bắc Kinh đều nằm bên ngoài thành phố, nên các sinh viên dễ dàng bỏ trường, đi tới các đơn vị du kích Cộng sản và được chỉ dẫn lối đi tới Thánh địa Diên An. Những thanh niên đầy nhiệt huyết này đã đem tới Diên An những bộ óc đã được rèn luyện, lòng ái quốc, sự hăng say của tuổi trẻ và những lý tưởng cao đẹp. Một số đông nữa tìm đến Diên An vì trong khu vực trắng của Quốc dân đảng nhiều nguy hiểm, thiếu tự do và sự học bị gián đoạn. Có người đến Diên An chỉ vì muốn trốn xa gia đình, trốn tránh một cuộc nhân duyên đã sắp đặt trước. Hoặc có người tới Diên An chỉ vì tò mò. Trong số những người trẻ tuổi đổ xô tới Diên An vào cuối thập niên 1930, Lam Bình nổi bật là một người có sức mạnh ý chí. Nàng không có một ý thức chính trị sâu xa như phần đông sinh viên khác. Cái vốn hiểu biết về Cộng sản của nàng chỉ vỏn vẹn một vài câu nàng nghe lóm được từ người khác. Những lời phát biểu về cách mạng của nàng chỉ là những khẩu hiệu mang tính chất sặc mùi cải lương, như chúng ta đúng, bọn chúng sai. Thực ra nàng cũng không biết rõ thế nào là đúng và thế nào là sai. Nàng cảm thấy hăng say làm cách mạng và có một tinh thần phấn đấu, nhưng lịch sử là một cuốn sách khép kín đối với nàng. Trí óc nàng không phải là để phân tích xã hội, mà chỉ có khuynh hướng thủ đoạn. 6 tháng sau khi tới Diên An, Lam Bình tìm cách nhảy vào lĩnh vực kịch nghệ, nhưng nàng vẫn còn phải chờ đảng bật đèn xanh, cho nàng được học tập để nàng có thể trở lại nghiệp cũ. Trong lĩnh vực đời sống, Lam Bình muốn rằng nàng là một người phụ nữ có thể mang đến cho Diên An sự hứng khởi của Thượng Hải. Trong phòng ăn tại chiêu đãi sở số 3 của Diên An, nàng tỏ ra thích thú đồ ăn đạm bạc, nàng khen cháo kê thật là ngon, nhưng trong thâm tâm nàng thèm nhớ những món ngon miệng hơn tại Thượng Hải. Khi nàng tập luyện quân sự, một nhiệm vụ bắt buộc cho mọi người, dù nam hay nữ, nàng tỏ ra nhanh nhẹn và với sự duyên dáng của một diễn viên. Thực ra Lam Bình không đạt được đúng vị trí để có thể đáp ứng được nhu cầu của Diên An. Tại vùng Tây Bắc này, dù một người tài giỏi thế nào cũng thế thôi. Điều quan hệ nhất để tiến thân là phải có một lý lịch chính trị cho thật tốt. Lam Bình không có một lý lịch như vậy. Khi tới Thượng Hải năm 1933, Lam Bình bước vào một đại dương mênh mông sóng gió, trong đó mỗi người tự tìm lấy một cách riêng để tiến lên. Nhưng khi tới Diên An năm 1937, Lam Bình bước vào một trại quân, trong đó mọi người có nhiệm vụ đã định sẵn. Và được chấp nhận hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Đảng Cộng sản. Lam Bình không được công nhận là một người Cộng sản có thành tích như các người phụ nữ trong cuộc vạn lý trường chinh, như Hạ Tử Chân, vợ của Mao mang trên người 16 vết thương vì bom, như Khang Khắc Thanh, vợ của Chu Đức là người phụ nữ luôn luôn dẫn đầu trong cuộc trường hành, hoặc những phụ nữ đã tổ chức công nhân thành thị như Thái Sướng, vợ Lý Phú Xuân và Đặng Dĩnh Siêu, vợ Chu Ân Lai. Lam Bình cũng không phải là một nhà trí thức để có thể giao phó nhiệm vụ dạy học hoặc viết báo như Đinh Linh, người trông coi tờ Nhật báo Giải Phóng. Lam Bình phải bắt đầu từ con số 0 vì nàng chẳng có gì cả. Nàng vẫn tự coi là một người cách mạng lý tưởng, nhưng hai khả năng đặc biệt của nàng không phải là thứ mà Diên An cần, đó là dáng điệu đặc Thượng Hải và tài lôi cuốn đàn ông. Những ngày đầu của Lam Bình tại Diên An có vẻ thất bại, một phần vì hoàn cảnh, một phần vì ý chí độc lập của nàng. Nàng nghĩ một người phụ nữ hấp dẫn như nàng thì đàn ông sẽ phải đem cơ hội tới cho nàng. Một hôm nàng gặp Chu Quang, một cựu sinh viên Thượng Hải đẹp trai 27 tuổi, đang điều hành phòng tuyên truyền của đảng. Chu Quang cũng từng là học trò của Điền Hán. Thế là mối tình đầu của Lam Bình tại Diên An bắt đầu ngay mùa thu năm 1937. Hai người có nhiều điều để nói với nhau về cái quá khứ chung tại Thượng Hải. Lam Bình thường đi cùng với Chu Quang đến nạp đơn xin lấy lại đảng tịch. Lam Bình nghĩ rằng Chu Quang có thể ảnh hưởng đến việc vào đảng của nàng. Lúc này Lam Bình ăn mặc rất đơn sơ cho hợp với không khí tranh đấu tại Diên An, nhưng khuôn mặt tinh anh của Lam Bình và Chu Quang cùng với dáng điệu nghệ sĩ của họ chỉ là một thứ rượu Thượng Hải trong một cái bình Diên An. Mối tình thơ mộng của Lam Bình và Chu Quang không kéo dài lâu, khi Lam Bình thấy Chu Quang không đủ mạnh cho nàng làm điểm tựa.
Lam Bình vẫn cư ngụ trong chiêu đãi Sở số 3 sau khi chấm dứt sự gian díu với Chu Quang. Nàng vẫn chờ đợi được Đảng chấp nhận và giao phó nhiệm vụ. Cho đến mùa đông thì Lam Bình tìm được một điểm tựa mới, đó là Du Khải Uy, người chồng thứ hai của nàng tại Thanh Đảo. Du Khải Uy bây giờ là một đảng viên cao cấp, người bệ vệ hơn trước. Tuy nhiên họ Du không có mặt tại Diên An thường xuyên, mà phải đi công tác trong khu vực trắng và đem những báo cáo về cho Mao Trạch Đông. Quá trình chính trị của Lam Bình tại Thượng Hải khá mơ hồ. Không những thế, cái quá khứ mơ hồ ấy lại còn bị tì vết vì những nghi ngờ nàng hợp tác với Quốc dân Đảng khi nàng bị bắt giam tại Thượng Hải. Tuy nhiên, Lam Bình có thể nhờ Du Khải Uy chứng minh nàng đã vào đảng từ tháng 2 năm 1933 tại Thanh Đảo. Nàng cũng nhờ một người bạn thân giới thiệu với Lý Phú Xuân, một đảng viên cao cấp tại vùng Tây Bắc, giúp cho Mao được đảng chấp nhận. Trong lúc chờ đợi sự giúp đỡ của Du Khải Uy và Lý Phú Xuân, Giang Thanh tìm cách đi thăm Trương Quốc Đào, vì nàng tưởng lầm Trương Quốc Đào có một địa vị quan trọng trong đảng. Trương Quốc Đào vốn là chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Hoa, tháng 7 năm 1921. Vào khoảng 1931, họ Trương trở thành chính ủy của quân đoàn do Từ Hướng Tiền chỉ huy lúc đóng tại khu vực biên giới Hồ Bắc Hà Nam An Huy và sau đó ở Tứ Xuyên. Trương Quốc Đào không công nhận chức vụ chủ tịch của Mao Trạch Đông do Đại hội Tân Nghĩa bầu. Trong cuộc vạn lý Trường Chinh, lực lượng hùng mạnh 100.000 quân của Trương Quốc Đào gặp tàn quân của Mao Trạch Đông tại Tứ Xuyên. Lúc đó Mao Trạch Đông rất sợ bị Trương Quốc Đào giết, nhưng sau một cuộc họp gay go, hai bên quyết định đi theo đường lối riêng. Mao muốn tiếp tục cuộc trường hành tới Thiểm Tây Cam Túc ngay dưới chân vạn lý Trường Thành, nơi Cao Cương và Lưu Chí Đan đã thành lập một Xô Viết, còn Trương Quốc Đào muốn duy trì quyền lực cộng sản tại phía nam sông Dương Tử. Cuối cùng những người cộng sản chia làm hai nhóm, Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai và Bành Đức Hoài lãnh đạo nhóm nhỏ hơn tiến lên phía bắc. Chu Đức, Lưu Bá Thừa với một bộ phận quân đoàn thứ nhất ở lại với Trương Quốc Đào và Từ Hướng Tiền. Đến năm 1936, cánh quân của Trương Quốc Đào cũng phải quay về Thiểm Tây, nhưng Trương Quốc Đào không muốn phụ thuộc vào Mao Trạch Đông nên tiến xa về phía tây bắc thành lập một Xô Viết khác. Nhưng tại đây Trương Quốc Đào gặp những thất bại lớn lao khi đụng độ với quân kỵ binh Hồi giáo và quân Quốc dân Đảng. Trương Quốc Đào dẫn tàn quân trở lại Thiểm Tây để nhận thấy tiếng nói mạnh trong đảng bây giờ là của Mao Trạch Đông. Năm 1937, Trương Quốc Đào bị sỉ nhục khi bị xét xử những khuyết điểm của ông và được lệnh phải học tập cho tới khi đã sửa chữa được những sai lầm ấy. Năm 1938, lợi dụng cơ hội đi công tác về khu vực trắng của Quốc dân Đảng, Trương Quốc Đào ra khỏi Đảng Cộng sản và từ năm 1949, ông sống ẩn dật tại Hương Cảng. Mao Trạch Đông rất hài lòng khi loại được Trương Quốc Đào ra khỏi Đảng vì họ Trương có uy thế của một người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Hoa. Trong lúc còn ở Diên An, Trương Quốc Đào được cung cấp một căn nhà sang trọng nhất và điều đó khiến Lam Bình tưởng họ Trương có nhiều quyền lực. Nhưng Lam Bình chưa kịp trổ tài lôi cuốn Trương Quốc Đào thì ba vợ của Trương bất thần tới Diên An và kịp thời giữ được chồng. Cuối cùng Lý Phú Xuân quyết định chấp thuận cho Lam Bình vào Trường Đảng. Thực ra Lý Phú Xuân cũng rất lưỡng lự, nhưng Du Khải Uy đã thúc đẩy họ Lý. Trường Đảng lúc đó chưa phải là một cơ sở ưu tú dành cho đảng viên, mà chỉ là một nơi giáo dục ngắn hạn cho những người đang được thử thách. Nhưng dù sao đối với Lam Bình thì đó là một bước tiến vượt bậc. Nàng là một trong 10 nữ học viên trong tổng số 300 học viên, trong một ngôi trường trước kia là một nhà thờ công giáo. Trong lớp học Lam Bình không nói nhiều, vì sợ lòi ra cái rốt về chính trị. Nàng bị nhiều bạn học khác khinh thường, những người có trình độ học vấn cao hoặc đã có công nhiều với đảng. Một hôm Lam Bình cùng với mấy trăm học viên của trường đảng tụ tập trong đại giảng đường để nghe một đồng chí lãnh đạo nói chuyện. Mọi người hồi hộp chờ đợi diễn giả, với bút giấy sẵn sàng để ghi chép. Vào lúc 2 giờ chiều, các học viên đứng dậy, vẻ mặt hân hoan, vỗ tay chào mừng Mao Trạch Đông bước lên sân khấu. Đây là cơ hội cho Lam Bình gây chú ý cho Mao. Nàng chỉ tay vào Mao và vỗ tay lâu hơn người khác. Mao đã trông thấy Lam Bình, một người con gái có bề ngoài rất hấp dẫn. Khác hẳn những phụ nữ khác tại Diên An. Không những thế, người con gái hấp dẫn ấy lại ái mộ mình hơn người khác và vỗ tay chào mừng mình lâu nhất. Mao đích thân đưa tặng Lam Bình một tấm vé mời dự buổi diễn giảng của Mao tại Viện Marxist-Leninist. Ngày hôm ấy Lam Bình đã đạt được một chiến thắng đầu tiên tại Diên An.